Xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Bảo Khang Audio. Thì tiếp tục các video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay đây. Em có 3 chiếc vang cơ lai số JBL T10 Pro các bác nhé. Hàng này là hàng bom. Đấy, các bác đặt hàng đây, xong là vào đến nơi báo bận hoặc là lý do này lý do lọ để hoàn hàng của bên em về đây. Thì ngày hôm nay em về có 3 chiếc hàng bom về. Em sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác trong video ngày hôm nay. Được chưa ạ? Thì trước khi vào video giới thiệu chi tiết sản phẩm, các bác ủng hộ bên em xin một nút like. Và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Thì trước mắt các bác đây, dòng vang cơ lai số JBL T10 Pro. Dòng này em đã cung cấp tới các bác rất là nhiều rồi. Đấy, một phiên bản rất là hay các bác nhé. Đấy, dòng này thì nó kết hợp vang cơ lai số mà. Đấy, kết hợp phần số và các bác chỉnh thì nó như chỉnh vang cơ luôn. Rất là dễ chỉnh các bác nhé. Tích hợp echo gì vọt, dòng này rất là mượt mà và chống hú rít mic cực kỳ là tốt. Đấy chưa? Đây nó sẽ có màn hình hiển thị lớn này, đầy đủ chức năng cổng quang bluetooth cho các bác nhé. Và con này sử dụng công nghệ bluetooth 5.0, công nghệ bluetooth mới nhất của năm nay. Đấy chưa? Có hai đường cắm mic đằng trước này, và đây là phần chỉnh của effect. Đấy, sẽ có các chế độ của delay này, repeat này, gì vọt này, đấy, echo gì vọt. Đấy, đây FBX, đây là chế độ chống hú nhá. Đấy, feedback chế độ chống hú các bác ấn vào cho em. Đấy, khi các bác tắt bật thì màn hình nó sẽ hiển thị này. Được chưa? Đây là chế độ Xentec, là đặc biệt dòng này nó có chức năng Xentec là chức năng lưng tiếng mic. Đấy, những nhà bác làm bộ mic hát đang lặng mà bị tiếng ấy thì các bác tăng cái phần Xentec này lên. Đấy, tiếng mic các bác hát nó sẽ nhẹ hơn. Các bác nhá, và bay tiếng hơn, được chưa? Và cũng sẽ có các giải bass chung và chép của mic này. Bên này sẽ có 3 giải bass chung và chép của phần nhạc, được chưa? 3 volume tổng của effect này, của mic, to nhỏ của mic và to nhỏ của nhạc cho các bác. Đấy, phiên bản mới nhất và cao cấp nhất của năm nay, JBL T10 Pro, được chưa? Đầy đủ chức năng cổng quang bluetooth cho các bác luôn. Và đây là bên em cung cấp hàng loại 1 cho các bác nhé. Đấy, ngày hôm nay thì sẽ có 3 chiếc hàng bom và em sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác ngày hôm nay. Đây, chi tiết đằng sau sản phẩm sẽ có 2 đường vào, AUX 1 và AUX 2. Dạ, official đây là đường cổng quang, có thêm một đường cắm mic đằng sau cho các bác thôi nhá. Đấy, đây là left right này, là hai đường ra để các bác cắm xuống âm ly hoặc đẩy, đường ra sub bằng ca lông. Đấy, và đây nó sẽ có cả đường ra sub bằng AV cho các bác, được chưa? Thêm hai đường ra bằng AV. Đấy, và đây là đường ra surround các bác nhá. Đấy, phiên bản mới nhất cao cấp nhất của năm nay luôn. Và đây em sẽ sâu chi tiết ruột gan sản phẩm trong này. Đấy, các bác cùng xem chất lượng linh kiện nhá. Đấy, đấy, bên em cam kết đây là hàng loại 1 cho các bác luôn. Các bác nhìn linh kiện tụ nhôm này. Đấy, và nó có một cái bo xử lý chống hú riêng biệt này. Dòng này tiếng cực kỳ hay và chống hú cực kỳ là tốt các bác nhá. Đấy, nguồn nằm đây. Dạ, linh kiện tụ nhôm này, cực kỳ cao cấp các bác nhá, hàng loại 1 cho các bác luôn. Đấy. Được chưa? Và đây em sẽ alo qua tiếng mic để các bác cùng nghe chất âm của dòng vang cơ lai số JBL này nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 6, 7, 8, 9, 10, alo, 1, 2. Dòng này thì echo gì vật của nó rất là mượt mà luôn và chống hú cực kỳ là tốt. Đặc biệt ngày hôm nay em có 3 chiếc sẽ giảm giá cho các bác, mức giá chỉ còn 1.750.000 đồng một chiếc, được chưa? Các bác theo dõi kênh bên em đã biết rồi. Những dòng này trước em đang bán 1.850.000 đến 1.900.000, nhưng ngày hôm nay có 3 chiếc hàng bom em sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác. 1.750.000 đồng một chiếc, bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối bảo hành 1 năm cho các bác, hàng nguyên hộp bảo hành 1 năm các bác nhá. Đấy, với dòng sản phẩm vang JBL này thì các bác cứ nhận hàng test thử trực tiếp, ok các bác mới thanh toán, được chưa? Số lượng em chỉ có 3 chiếc thôi cho các bác ngày hôm nay. 1.750.000 đồng một chiếc, sẽ bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối bảo hành 1 năm cho các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đấy, và mọi chi tiết mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ với bên em qua số điện thoại 0943982889 nhé. Thì kết thúc video thì các bác ủng hộ bên em xin một nút like, và các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để theo dõi cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những sản phẩm tiếp theo nhé.